chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì bão số 13 đang di chuyển theo hướng Tây và có khả năng là sẽ đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ trưa nay, 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão là mạnh cấp 8, cấp 9 và giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 9. Sau đó áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp ở trên khu vực biển các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên ở khu vực phía bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Do đó, các tàu thuyền nào vẫn còn đang hoạt động quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa thì nên nhanh chóng di chuyển vào bờ và tìm nơi neo đậu an toàn. Cũng chịu tác động bởi hoàn lưu cơn bão số 13, nên trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết ở tại khu vực giữa Biển Đông duy trì tình trạng xấu, đặc biệt là phần phía đông bắc của khu vực sẽ có mưa dông mạnh, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền không nên di chuyển về phía khu vực này để đảm bảo an toàn. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì gió đông bắc đến đông với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Mặc dù biển không động nhưng mưa dông có xu hướng tăng hơn, bà con cần đề phòng tố lốc và gió giật có thể xảy ra trong cơn dông. Trở lại với thời tiết đất liền, từ nay cho đến ngày 14 tháng 11, thời tiết ở tại các tỉnh thành Bắc Bộ chưa có nhiều biến động. Đêm và sáng sớm thì tình trạng sương mù vẫn tiếp tục xuất hiện do trường gió Đông Nam giàu hơi ẩm từ biển thổi vào. Ở những khu vực miền núi và ở tại ven biển, mật độ sương mù sẽ khá dày trong khoảng đêm cho tới 9 giờ sáng, khiến cho tầm nhìn phần nào bị hạn chế. Do đó mà các phương tiện khi tham gia lưu thông trong khoảng thời gian này cần phải chú ý đề phòng. Từ sau 9 giờ trở đi thì trời sẽ giảm mây hơn và hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong mức là từ 27 cho đến 28 độ, tiết trời tạnh ráo ấm áp, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của người dân miền Bắc trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Trong đêm qua và sáng nay ở các tỉnh thành miền Trung thì mưa đã giảm hẳn do sự suy yếu của đới gió đông. Mưa rào nhẹ chỉ còn diễn ra ở các tỉnh khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Nam với lượng mưa là từ 3 cho đến 5mm. Tới gần trưa thì mưa sẽ gần như dứt hẳn ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chỉ nhiều mây một lúc vào ban sáng, đến trưa và chiều thì mây giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức là 27 cho đến 29 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn, dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho người dân khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua. Ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ là một ngày có thời tiết khá đẹp, mưa ít nắng nhiều và nhiệt độ mát mẻ từ 28 cho đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ trời cũng có nắng trong khoảng từ sáng đến đầu giờ chiều nên nhiệt độ cũng ít biến đổi, phổ biến là từ 30 đến 32 độ. Tuy nhiên, tới khoảng chiều tối thì mưa dông sẽ diễn ra ở các tỉnh thành Nam Bộ do tác động của một rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 5 đến 7 độ vị Bắc. Mưa không diễn ra trên diện rộng mà chỉ xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh ven biển từ Bến Tre cho đến Cà Mau và khu vực miền Tây Nam Bộ nên bà con cần phải chú ý đề phòng. Khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay của kênh VTC14 là những thông tin chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.